Thank you.
ta bỏ lại chúng ta đang vào luồng chính các bạn. Các bộ lại ghe chúng ta đang vào luồng chính nha các bạn nha, con tư thế chuẩn bị nước đó là chạy xiết các bạn. Các bạn thấy các bộ chúng ta đang chuyển vào luồng nha, luồng chính của cửa cống. Cái vỏ lãi màu trắng chúng ta đang hướng về phía trước nè. Chưa có lệnh xuất phát các bạn ơi. Các bạn thấy tàu thuyền đã chuẩn bị hết rồi các bạn ha. Lệnh của trạm cống là chúng ta xuất phát đó.
này va chạm rồi. Cái này không an toàn nha. Cả la mà ghé va chạm nó bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ghê, đi đầu quá trời luôn. Đây cái lái luôn các bạn.